gái của bác á, nó nhậu dữ lắm á. Nó nhậu mà nó uống nguyên ly không à. Bác về bác nói lại nó nha. Chứ vài bữa nữa mà con mà gặp nó là con lụm nó. Ê, nghe nói mày đòi lụm tao đúng không? Không có, tao không biết gì ta. Thôi mày đừng có chối, tao mới coi clip mày rồi. Thôi không biết gì ta, nó lộn rồi. Giờ tao tới kiếm mày rồi nè, lụm không? Lụm. Đây. Đây.